Hello, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay em dọn xong con Morisaki 550. Con này Morisaki nha. Con này sơn lại miếng con. Đẹp tuyệt vời. Morisaki 550. Này bằng bằng rất là đẹp, còn rất là đẹp nha. Nước me cũng còn rất đẹp nha. Model Japan. Con này dài 1,5 m tổng tâm 550 lộ 40 qua băng 306 qua dao 220 mâm cặp 190 sun nha, trái phải đủ mâm nhật nha, dựng 3 pha 308. Này em đang test trực tiếp nha, này chưa đi lại điện nha, anh em chưa biết 3 pha hay là xài 1 pha nha, anh em nào chốt để em làm một lần luôn nha. Giá thì cuối clip em sẽ nói tiếp luôn nha. Con này có 6 tốc độ, băng bằng, băng còn rất là đẹp luôn, mâm rất là đẹp luôn, mâm sun rất là đẹp luôn, mới lên mới gõ máy dấu, đây đang canh nha, đồ dùng sai cũng còn rất là ok, còn rất là ok này, nhẹ nhàng nha, trong giòn lại rất là đẹp, chứng thắng, đang thắng cơ nha, thắng cơ luôn. Rồi bật điện đây, đang tốc độ nhanh luôn nha. Này thì LH thôi, còn trên là 1, 2, 3 là qua 6 tốc độ thôi. Nè đi, để ra gạt cho đứng nó canh ấy thôi, tại vì chưa có xài cầu dao, chưa xài công tắc nha. Đang tốc độ H1 nha, H2 là nằm giữa, H2 nha, rồi H2 nằm giữa. Thắng là thắng cơ thôi nha, hiện tại đang thắng cơ nha, chưa thắng điện nha. H3 con này hoạt động rất ok, chỉ hơi sực sực nhẹ nhẹ thôi nha. Của anh L là đang quay một tay nha, L là chậm. L3 hai nha, L2 chậm nữa, L1 L1 này hơi xào xào nha, thế là này anh em mà gạt được ngu quá nha. Gạt vừa tới nha, hát lại thử chỗ này nhanh nhất á, qua ra hát hai luôn. Rồi, tiếp. Rồi. Này vô răng nha, AB thì theo bức răng nha, còn cái này là trái phải, răng trái phải nha. Đồng quay nha. Chắc là cho chạy nhanh luôn. Đồng nha. Đồng đây, trên dưới. Đè xuống là bằng trên nha. Tắt, kéo vô. Kéo lên là bằng dưới. Bằng dưới chạy nha. Cái đồng ok rồi. Tắt. Này qua răng nha. Răng ở đây nha. Răng ở đây, răng mà dập cái này nha, trái phải thì ở trên nha, máy nào cũng vậy hết, đang cho tốc độ nhanh luôn á,
tắt răng ở đây, trái phải ở đây nha. Đây lại luôn, chạy ngược lại nha, răng đi ngược lại. Con này thì chỉ có xào nhẹ sơ thôi nha, nhông đẹp. Con này tiền ren có đổi hai trí nhông nha, qua lại thôi nha, các bước 2m AB nè, đổi chỉ có hai trái qua lại thôi, 30-45 với 48 là ở đây em có phay sẵn luôn nha, hai trái nha anh em nha, là đủ nha, là đổi qua đổi lại là đủ các bước răng nha. Cháu đẹp, có tay xích dao xích chấu nha, này đang gắn cho trái xích dao tay xích chấu đó. Anh em có nhu cầu con nhỏ gọn đẹp này thì có gì alo nha. Con này giá chốt là 27 triệu nha, điện 3 pha 38. Còn anh em nào ra một pha thì một pha điện gia đình 220V thì có gì là 30 triệu nha. Anh em muốn điện nào thì có gì alo nha. Thời gian tại em đang chuẩn bị làm điện nhưng mà thường mấy con nhỏ này thích hợp anh em xài một pha gia đình nha. Anh em nào thích thì có gì alo hoặc anh báo qua Zalo. Để em chuẩn bị test nhiều con máy khác nha. Mới phay nè, phay còn hai con. Có con Đài Loan. Anh em nào xem clip này thì có gì ok. Việt Nam này chốt rồi nha. Phay Đài Loan đề cao nè. Tự động qua lại đề cao luôn, điện rin luôn, chưa vệ sinh. Mang còn với cá luôn. Tự động qua lại với tự động đầu. Với thức quang. Này sang tay cho anh em nào là 26 triệu luôn nha. Anh em nào có nhu cầu có gì alo. Anh em chưa xem thì có gì bấm xem clip sau, anh sẽ quay thông số nha. Hoặc em sẽ thông video. Xin chào tạm biệt anh em.